Fury công bố dòng trạng thái khó tin trước trận chiến lần thứ 3 với Wilder. Sau chiến thắng trước Deontay Wilder vào tháng 2 vừa qua, Tyson Fury đã trở thành nhà vô địch thế giới lần thứ 2 trong sự nghiệp. Fury có được những danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên khi chiến thắng Vladimir Klitschko vào năm 2015. Nhưng không lâu sau đó, anh phải từ bỏ những chiếc đai danh giá này vì cuộc chiến với sức khỏe tinh thần cùng thói quen nghiện rượu bia cùng dùng thuốc quá độ. Tay đấm thành Manchester cuối cùng đã trở lại với quyền Anh, rồi bắt đầu triều đại mới của một nhà vô địch bằng chiến thắng TKO trước Wilder và đoạt danh hiệu WBC tại Las Vegas. Với chiến thắng này, võ sĩ 31 tuổi đã trở thành nhà vô địch thế giới lần thứ hai. Đặc biệt là anh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, điều chỉ có duy nhất Fury làm được trong lịch sử cho đến hiện tại. Tự hào với kỷ lục của mình, anh đã viết trên trang cá nhân rằng giải thưởng Ring Magazine của tháng và là người đầu tiên trong lịch sử trở thành nhà vô địch hai lần mà vẫn bất bại, tôi đã được Chúa phù hộ. Joshua cũng trở thành nhà vô địch thế giới hai lần vào tháng 12 sau khi đánh bại Andy Ruiz, nhưng trước đó 6 tháng anh đã thua tay đấm người gốc Mexico. Sau khi hạ Wilder, Fury đã tiết lộ trong chương trình sáng nay của ITV rằng sẽ treo găng sớm hơn thời gian mà mọi người nghĩ đến. Tôi còn 2 trận đấu phải hoàn thành, sau đó chúng ta sẽ nghĩ phải làm gì tiếp theo và đi từ đó. Tôi đã bất bại trong 31 trận đấu chuyên nghiệp và đây là năm thứ 12 của tôi với tư cách là võ sĩ đỉnh cao. Tay đấm người Anh cũng không lo ngại về trận đấu thứ 3 với Wilder. Tôi đánh bại anh ta lần đầu rồi, tôi hạ anh ta lần thứ 2. Đương nhiên là tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh ta lần thứ 3. Một thông tin khác cũng được người hâm mộ võ thuật chú ý, đó chính là đại chiến giữa Khabib và Tony Ferguson tại UFC 249 sắp tới có thể bị hủy bỏ. UFC vẫn đang hồi hộp chờ đợi những diễn biến phức tạp của đại dịch Corona để quyết định có tiếp tục tiến hành trận đại chiến giữa Khabib Nurmagomedov và Tony Ferguson hay không. Theo kế hoạch hiện tại, trận tranh đai lightweight sẽ được UFC thực hiện vào ngày 19 tháng 4 tới đây tại Brooklyn, New York. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi kế hoạch chuẩn bị và quảng bá cho sự kiện rất đáng chờ đợi này vẫn đang được UFC triển khai rất tốt. Tuy nhiên, những nỗ lực của UFC hoàn toàn có thể tan thành mây khói khi sự kiện này có thể sẽ bị hoãn lại vô thời hạn trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Corona. Giờ đây, đại dịch đã vươn tầm ảnh hưởng của mình ra khỏi khu vực châu Á, khi châu Âu và các nước tại châu Mỹ cũng đang lao đao tìm cách chống đỡ nỗi lo chung của toàn nhân loại. Tại châu Âu trong vài tuần trở lại đây, rất nhiều quốc gia đã có những chỉ đạo quyết liệt trong việc phòng ngừa khi tuyên bố cấm tổ chức một loạt sự kiện lớn, trong đó bao gồm cả sự kiện thể thao. Tại Mỹ, tuy tình hình vẫn chưa quá gay gắt, nhưng giới tổ chức các sự kiện như UFC cũng phải tính đến các phương án sống chung với lũ. Michael Bisping cho rằng trận đấu quá tồi tệ Adesanya sẽ chẳng có thêm fan nào sau cuộc đại chiến này. Như đã biết thì sự kiện tâm điểm của UFC 248 vừa qua là trận đấu giữa Israel Adesanya và Joel Romero. Đây là màn bảo vệ chiếc đai UFC hạng trung của võ sĩ gốc Nigeria và anh đã làm được. Dù vậy, những gì mà cả hai đã thể hiện trong lồng bát giác khiến cho nhiều người đánh giá rằng đây là một màn so tài rất nhàm chán. Trong hai hiệp thi đấu đầu tiên, cả Adesanya và Romero đều lựa chọn chiến thuật rất thận trọng, ít tấn công. Thậm chí trọng tài điều khiển trận đấu đã phải nhắc nhở cả hai thi đấu tích cực hơn. Nói về cuộc đấu này, võ sĩ Michael Bisping đã thẳng thắn có những nhận xét hết sức phũ phàng như sau. Adesanya đã chiến thắng một đối thủ rất mạnh đến từ Cuba. Thế nhưng đây không phải là một trận đấu gây ra sự phấn khích, không phải một trận đấu đẹp mắt. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta sẽ chẳng có thêm một fan hâm mộ nào nữa sau trận đấu này. Trận đấu này rất tồi tệ, tôi không nghĩ sẽ có bất cứ ai mong chờ vào một cuộc tái đấu. Ở một diễn biến khác, bình luận viên John McCarthy mới đây cũng đã có những phát biểu về cuộc so tài nhạt nhất lịch sử UFC này. Điểm số trong hiệp thi đấu đầu tiên nên là 10-10, không ai xứng đáng thắng hiệp thi đấu này cả. Các trọng tài đã đưa ra những quyết định mà chẳng dựa vào điều gì hết. Dùng nhất dương chỉ lập kỷ lục Guinness, võ sư Thiếu Lâm bật khóc vì sung sướng. Vị võ sư phái Thiếu Lâm người Malaysia đã gây ấn tượng mạnh nhờ màn thi triển công phu nhất dương chỉ của mình. Theo website 163.com của Trung Quốc vừa đăng tải lại clip
Màn biểu diễn công phu nhất dương chỉ của võ sư Ho Eng Hui, người Malaysia. Đây là màn biểu diễn đã giúp võ sư Ho Eng Hui lập kỷ lục Guinness bằng cách dùng một ngón tay để đâm thủng 4 trái dừa trong vòng 12,15 giây. Màn trình diễn của võ sư Ho Eng Hui đã làm bất ngờ nhiều nhân vật trong trường quay. Sau khi thực hiện xong màn công phu của mình, võ sư Ho Eng Hui quỳ gối xuống sàn để ăn mừng, sau đó bật khóc vì quá sung sướng. Theo website kỷ lục Guinness, màn biểu diễn của võ sư Ho Eng Hui được thực hiện tại thành phố Milan, Italia từ cách đây vài năm. Trước buổi biểu diễn này, những trái dừa đều được ban tổ chức kiểm định chất lượng và lấy ra khỏi nhà máy từ cách đó 10 ngày. Trong khi đó, website silysos.my của Malaysia đã xếp màn nhất dương chỉ của võ sư Ho Eng Hui vào danh sách 13 kỷ lục Guinness kỳ lạ bị phá vỡ bởi người Malaysia. Võ sư Ho Eng Hui từng chia sẻ với tờ báo The Star rằng ông thường xuyên tập luyện kỹ thuật nhất dương chỉ trong nhiều năm nay và vẫn dùng nó để làm phương tiện kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. Ở Việt Nam thì võ sư Nguyễn Văn Thắng, trưởng môn phái Thăng Long Võ Đạo, cũng từng là nhân vật nổi tiếng với công phu nhất dương chỉ và nhiều công phu đặc dị khác. Tuy nhiên, những năm gần đây do vấn đề tuổi tác nên võ sư Nguyễn Văn Thắng gần như không trình diễn các màn công phu này trước công chúng nữa. Khabib đòi 100 triệu đô la để đấu với Mayweather. Đại bàng Nga Khabib sẵn sàng thượng đài với Floyd Mayweather nếu nhận được số tiền yêu cầu trên. Trận đấu với Mayweather chỉ là một cuộc chiến tiền bạc. Những cuộc chiến như vậy chỉ dành cho tiền bạc và thời gian, nhưng họ muốn tôi đến đó để chiến đấu với Mayweather, Khabib nói với Yahoo Sports. Mayweather gần đây thông báo trên trang cá nhân sẽ trở lại sàn đấu chuyên nghiệp sau trận thắng McGregor vào năm 2017. Võ sĩ người Mỹ còn yêu cầu 600 triệu đô la nếu thượng đài với Khabib và McGregor. Ali Adelazi, người quản lý của Khabib, tiết lộ rằng độc cô cầu bại từng đề nghị Khabib ký hợp đồng cho một trận đấu quyền Anh. Adelazi cũng mỉa mai lời đề nghị hàng triệu đô la Mỹ từ giới siêu giàu Ả Rập để tiến hành cuộc chiến ở Trung Đông. Trước đây, trận tái đấu giữa Anthony Joshua và Andy Ruiz đã giúp họ thu về 85 triệu đô la Mỹ. Chia sẻ về lời thách đấu của Mayweather, Khabib nói với TMZ Sports rằng Mayweather chỉ muốn được lên phương tiện truyền thông. Tôi mới thấy báo sinh nhật của anh ta vài ngày trước đây. Anh ấy 48 hoặc 49 tuổi, gần bằng tuổi bố tôi. Vậy tôi không hiểu làm sao để đấm vào mặt anh ta nữa. Cha của Khabib, ông Abulamab, không ngoại trừ khả năng để con trai của mình thi đấu với huyền thoại Mayweather. Ông nhấn mạnh rằng Khabib sẽ bắt tay với đội ngũ võ sĩ Vasily Lomachenko, người Ukraine, để tập luyện quyền Anh, sau đó sẽ thi đấu với Mayweather. Khabib cũng khẳng định, dù không phải võ sĩ quyền Anh hay đồ vật, anh sẵn sàng thượng đài với Mayweather. Có lẽ tôi có thể thi đấu với điều kiện giống như cha tôi nói trước đây, 11 vòng quyền Anh và 1 vòng MMA. Nếu Mayweather đồng ý, tôi có thể chiến đấu. Tất nhiên trong môn quyền anh ấy rất giỏi, nhưng tôi không nghĩ anh ấy có thể đánh gục tôi, Khabib nói. Trước khi trận đấu giữa Khabib và Mayweather được chốt thỏa thuận thì đại bàng Nga sẽ có trận tranh đai tại UFC hạng nhẹ với Tony Ferguson vào ngày 19 tháng 4 tới đây tại New York. Mike Tyson, huyền thoại quyền Anh, lao đao vì tiền. Tay đấm thép Tyson từng sợ bản thân mình ở tuổi 30, thời điểm hoàng kim đến và đi một cách chóng vánh. Mike Tyson được mệnh danh là võ sĩ quyền Anh thành công nhất mọi thời đại. Quyền Anh mang đến cho Tyson nhiều thứ, cả danh vọng và tai tiếng. Niềm kiêu hãnh một thời của quyền Anh xứ sở cờ hoa dường như chấm dứt bởi những bê bối mà Tyson tạo ra. Trên đỉnh cao danh vọng, ngay khi còn là võ sĩ nghiệp dư, Mike Tyson cho thấy tiềm năng của nhà vô địch. Anh giành huy chương vàng tại Olympic thiếu niên 1981 và 1982. Tyson bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1985 với trận đấu thắng knockout trước Hector Mercedes. Võ sĩ người Mỹ đã giành danh hiệu đầu tiên vào năm thứ hai sự nghiệp với đai vô địch WBC. Đến năm 1987, Tyson thâu tóm các danh hiệu vô địch WBA, WBC và IBF khi đánh bại hai võ sĩ James Smith và Tony Tucker. Anh trở thành võ sĩ trẻ nhất giành ba đai WBA, WBC và IBF khi mới 20 tuổi, 4 tháng và 22 ngày. Tyson bắt đầu tạo được tiếng vang, nhiều thương hiệu nổi tiếng lần lượt săn đón huyền thoại người Mỹ. Khi sự nghiệp thăng hoa, tiền chảy vào túi Tyson theo một lẽ tự nhiên. Tay đấm thép kiếm được rất nhiều tiền từ những trận đấu quyền Anh. Tyson từng bỏ túi 22 triệu đô la
khi hạ Michael Spinn vào năm 1988 để bảo vệ đai WBA, WBC và IBF. Đó là con số cao nhất lịch sử lạng quyền Anh thời điểm đó. Trang Go Banking Red thống kê rằng Tyson từng kiếm được 700 triệu đô la xuyên suốt sự nghiệp. Tyson từng thừa nhận anh không mê tiền nhưng phát điên vì nó. Tay đấm thép đậu căn biệt thự rộng 24.000m2 ở Las Vegas. Sau biệt thự, võ sĩ người Mỹ bắt đầu đốt tiền vào những thứ như đồ trang sức và xe hơi. Tyson còn nuôi thêm 4 chú hổ. Khi nghe bạn bè bàn về việc nuôi thú cưng, cứ thế Mike Tyson sống một cuộc đời vương giả. Mike Tyson có lẽ là trường hợp rõ nhất cho câu nói lắm tài nhiều tật. Sự nghiệp của huyền thoại Quyền Anh bị nhấn chìm bởi những bê bối xung quanh ma túy và gái. Năm 1922, Tyson bị kết tội cưỡng hiếp người đẹp da màu với mức án 6 năm tù, nhưng được thả sau khi thụ án 3 năm. Một hãng nước uống lập tức cắt hợp đồng tài trợ 10 triệu đô la với ngôi sao này. Năm 2003, Tyson tuyên bố phá sản với khoản nợ 23 triệu đô la. Sau đó 4 năm, anh lại bị ngồi tù vì sử dụng ma túy. Sau những bê bối, Tyson trải lòng rằng: "Tôi không nghĩ vượt qua tuổi 30, tuổi 30 của tôi thật đáng sợ phải không?" Mới đây, Tyson còn thú tội về việc anh đã sử dụng chất gây nghiện trước khi thi đấu với Andrew Golota vào tháng 10 năm 2000. Đó là trận đấu với Andrew Golota. "Tôi đã thể hiện sự tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi đã làm gãy xương và tấn công vào hốc mắt, xương hàm và cổ của anh ta." Làng quyền Anh thế giới đã thấy Tyson huyền thoại, nhưng ăn chơi sau đọa để rồi tiêu tan sự nghiệp. Trên võ đài, Tyson là người vĩ đại, nhưng sau sàn đấu, anh từng khiến vợ mình run sợ. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 1989, Tyson và người vợ cũ là Robin Givens tiết lộ về chuyện bạo lực gia đình. Givens thừa nhận cô rất sợ chồng mình vì thường xuyên bị anh ta đánh đập. Givens miêu tả cuộc hôn nhân với Tyson như cuộc tra tấn dã man. Một tháng sau đó, Givens công khai ý định chia tay với Tyson. Tyson dường như rơi vào ngõ cụt, anh bắt đầu tìm lại con đường cho mình khi tham gia vào diễn xuất và kinh doanh 6 năm sau đó. Năm 2011, anh tiếp tục kiếm thêm 200.000 đô la nhờ đóng phim. Số tiền Tyson kiếm được không dồi dào như trước đây, nhưng anh khẳng định nhờ có vợ Spicer và sự hỗ trợ của bạn bè, cuộc sống của anh đã trở lại đúng với hướng. Tyson đã quyết tâm tránh xa rắc rối cả về hành chính lẫn hình sự. Tay đấm thép Tyson thượng đài 58 trận và giành 50 chiến thắng, trong đó có 44 lần hạ knock out đối thủ. Sau khi giải nghệ, vận động viên người Mỹ tham gia vào lĩnh vực phim ảnh, làm khách mời của những chương trình truyền hình.